Hôm nay Yumi và anh Chu Hào có một cái trò chơi mới. Là trò chơi gì vậy ta? Chơi đấu kháng. À, chơi thì coi ai thắng hả? Anh hai ơi, anh hai giải thích trò chơi này giùm mẹ được Không không? thì không chơi với Anh Yumi đâu. hai, Yumi ơi, Yumi với anh hai chơi đi. Trò chơi này chơi sao con? Chơi cái ngày chấm À, bể đầu đấm luôn. bể đầu luôn hả? Ai thua là ai coi thử ai là người thua nha. Cố lên. Yumi vừa chơi vừa ăn sô cô la ta. Hai đều đi về cho số hai. Rồi ai thua rồi? Cả hai thôi. Hề hả? À hề. Rồi ok Rồi, ha. đọc lần hai.